gặp mặt Đông Nhi hậu đám cưới thế kỷ. Phản ứng của Diệu Nhi khi gặp lại chị hai khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ. Vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, đám cưới của anh Tú và Diệu Nhi đã được diễn ra tại thành phố Phan Thiết. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Đông Nhi tại hôn lễ này vô tình gây ra luồng ý kiến trái chiều. Vì nhiều người cho rằng cả hai người đẹp đã có mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Cách đây vài năm về trước, Diệu Nhi từng sắp xếp thời gian đến dự đám cưới của đàn chị và không ngần ngại rũ bỏ hình tượng để chung vui với Đông Nhi. Mới đây, thông qua một số người bạn thân thiết của Diệu Nhi, dễ dàng nhận thấy cô và chị hai Đông Nhi đã có dịp gặp mặt kể từ khi đám cưới thế kỷ diễn ra. Trái ngược với dự đoán của cư dân mạng, cả hai người đẹp đều khá vui vẻ và tương tác đầy thân thiết. Cụ thể, người này đã quay lại khoảnh khắc Diệu Nhi, Đông Nhi, Minh Hằng cùng nhau cover một ca khúc đình đám. Nữ diễn viên còn khá vui vẻ chia sẻ lại đoạn video trên lên trang cá nhân và kèm theo dòng chú thích: ngày xưa có hát bây giờ có HNN nha ca ca cười chết. Qua khoảnh khắc này, một số khán giả cho rằng Diệu Nhi không hề để tâm đến chuyện Đông Nhi vắng mặt trong hôn lễ của cô được tổ chức cách đây không lâu. Tại thời điểm khi đám cưới của em ruột chuẩn bị diễn ra, Đông Nhi đã đăng tải tâm thư nhắn nhủ tới Diệu Nhi: thật tiếc vì không thể có mặt tại khoảnh khắc đẹp ngay lúc này để chung vui cùng em gái ruột Diệu Nhi của chị. Chỉ biết lặng lẽ dõi theo từ phía xa để chúc phúc cho hai em. Chúc Tú Nhi mãi mặn, mãi keo, mãi hạnh phúc đến răng long đầu bạc nhé. Đáp lại lời chúc của đàn chị, nữ diễn viên tỏ ra tiếc nuối: mãi yêu chị hai, không xô chị xuống hồ bơi trả mối thù năm xưa được. Tiếc là tiếc vậy á.